Kiều chính thức đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân vào sáng ngày 23 tháng 1, tỷ phú Hoàng Kiều thông báo chia tay Ngọc Trinh sau khoảng 3 tháng yêu. Trước đó một ngày thì ông vẫn hạnh phúc ra tận sân bay đón nữ diễn viên vòng L56 tại Honolulu, Hawaii của Mỹ. Ông còn dự định tổ chức đêm nhạc mừng Valentine như lời chúc phúc cho mối tình cao lè đối đáp với Ngọc Trinh. Ông Hoàng Kiều biết, thông báo quan trọng, sự lãng mạn như cái nốt giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều chính thức hẹn hò từ tháng 11 qua sự giới thiệu của con dâu doanh nhân nổi tiếng. Khi con dâu tiết lộ ông Hoàng Kiều cảm mến Ngọc Trinh ngay khi nhìn thấy ảnh cô chụp chung với đồng nghiệp. Sau đó ông Hoàng Kiều chủ động liên lạc và nhận được sự đồng ý của người đẹp. Họ từng đi du lịch Nhật Bản vào tháng 11 năm 2016. Thời điểm đầu tháng 12 năm 2016, Ngọc Trinh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh tình cảm với một người đàn ông xấu mặt, cô biết, và dù trái tim nó đã vui trở lại. Lúc đó bạn bè Ngọc Trinh tiết lộ nửa kia của cô là một người tên trai, giàu có và chiều chuộng bạn gái. Gia đình ông Hoàng Kiều cho biết họ ủng hộ chuyện tình cảm giữa hai người. Các con của tỷ phú đô la Mỹ còn gọi Ngọc Trinh là mẹ. Giữa tháng 12 năm 2016, Ngọc Trinh tới Mỹ ra mắt người nhà và bạn bè.